Có người nói khi các ninja bị tấn công bằng cung tên, họ có thể dễ dàng dùng tay không bắt tên. Thế nhưng phản xạ của con người thực sự có thể bắt được mũi tên không? Do đó Adam muốn đích thân thử trải nghiệm, nhưng để đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, Jimmy đã gắn một quả bóng tennis vào đầu mũi tên và sẽ bắn mũi tên về phía thùng rác, còn Adam sẽ đứng bên cạnh và bắt lấy mũi tên. Trước khi thử nghiệm, Jimmy đã đánh dấu lên thân mũi tên để tiện so sánh sức mạnh của mỗi phát bắn. Sau đó họ bắt đầu thử nghiệm, nhưng Adam đã thất bại, anh đã không bắt được mũi tên trước mặt. Sau khi có kinh nghiệm thất bại lần đầu, Adam đã làm động tác bắt mũi tên cùng với lúc mũi tên được bắn ra. Mặc dù lần này anh đã bắt được mũi tên tennis trước mặt, nhưng điều đó không chứng minh được liệu người có thể thực sự bắt tên hay không, vì mũi tên tennis nặng gấp 3 lần mũi tên thật. Vì vậy tốc độ mũi tên trong bài thử nghiệm này chỉ có 93 km/h, và mũi tên thật nhanh hơn thế nhiều. Tiếp đó họ chuẩn bị đo tốc độ bắn của mũi tên và dự định sử dụng robot để mô phỏng người bắt mũi tên. Jimmy bắn ở các khoảng cách khác nhau, họ phát hiện mũi tên thật di chuyển với tốc độ khoảng 280 km/h, và tốc độ mũi tên trong vòng 20m về cơ bản không thay đổi. Và để chế tạo một bàn tay bắt tên, điều đầu tiên cần làm là đo được tốc độ nắm tay. Sau đó họ đã tìm đến bậc thầy võ thuật, sau đó sử dụng tốc độ nắm tay của anh làm tiêu chuẩn. Tiếp đến Jimmy dùng xích xe chế tạo ra bàn tay robot, còn Adam thì tạo ra một thiết bị bắn cung để có thể khiến thử nghiệm đạt đến độ chính xác từng giây. Họ đặt thêm bộ hẹn giờ trên trình khởi chạy, điều này cho phép bạn điều chỉnh chính xác thời điểm bắn và bắt. Nhưng mới đầu tay máy luôn chậm hơn nhiều. Cuối cùng họ điều chỉnh lại thời gian bắt mũi tên, nhưng mũi tên vẫn bay qua tay robot dễ dàng. Vì vậy họ đã điều chỉnh tốc độ của tay robot lên gấp 5 lần tốc độ của con người. Lần này mũi tên cuối cùng đã bị bắt, rõ ràng là tốc độ tay người không thể bắt được mũi tên. Tiếp theo họ đặc biệt tìm đến một ninja thực sự. Mặc dù anh ấy không nói tiếng Nhật, nhưng anh ấy thực sự là một cao thủ trong ngành. Để chứng minh sức mạnh của ninja, Jimmy đem máy bắn bóng tennis đến. Họ quyết định để ninja dùng tay bắt bóng tennis, và tốc độ của quả bóng là 136 km/h, và khoảng cách phóng chỉ có 8m. Màn trình diễn của ninja khiến họ bất ngờ. Trong vòng 1 phút anh ấy bắt được 22 quả bóng tennis. Lần thử nghiệm này đã trở thành kỷ lục thế giới. Tiếp đến, họ chuyển sang thử nghiệm cung tên, và ninja sẽ đứng bên cạnh bắt lấy mũi tên. Jimmy bắn mũi tên với khoảng cách 8m, nhưng đối mặt mũi tên với tốc độ 193 km/h, ninja không thể bắt nó dễ dàng. Vì vậy họ lặp lại thử nghiệm nhiều lần. Cuối cùng ninja đã bắt được mũi tên, nhưng thử nghiệm lần này là ở một khoảng cách cố định, và Jimmy chỉ kéo 3/4 cung tên. Nếu bắn thẳng vào ninja, liệu anh ấy có thể bắt được mũi tên thành công không? Vì vậy họ đã mời đến thêm 2 cung thủ, Jimmy và họ sẽ cùng nhau bắn ninja. Để đảm bảo an toàn cho thử nghiệm lần này, Adam đã đặt một quả bóng cao su lên đầu mũi tên. Tuy nhiên khi các cung thủ tấn công từ mọi hướng, ninja đã không thể bắt kịp được mũi tên. Để giảm độ khó của bài thử nghiệm, Adam để người bắn lùi lại 18m và thêm hành động nâng trước khi bắn cung. Điều này giúp ninja có thêm thời gian để phản ứng, và lần này ninja cuối cùng cũng bắt được mũi tên. Nếu trên chiến trường thì anh ấy chỉ có một cơ hội. Rõ ràng là ninja không thể dễ dàng dùng tay không bắt tên. Và ninja vì muốn trả thù Adam, họ quyết định quyết đấu nhau một trận. Adam sẽ bắn ninja từ khoảng cách 20 bước và ninja sẽ tấn công anh bằng một thanh kiếm, xem ai sẽ trở thành bóng ma dưới lòng đất. Khi Adam bắn mũi tên đầu tiên, ninja trực tiếp dùng kiếm chặn lại mũi tên, sau đó cầm kiếm chém Adam thành đôi. Rõ ràng khi cận chiến cung tên không chiếm ưu thế, trừ khi lần này Adam có thể rút súng ra, nếu không anh chắc chắn sẽ trở thành bóng ma dưới lòng đất. Đón Tết hổ vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9k, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm, nhận ngay 15k khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.